các làng chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chào đón lễ hội KT gắn với ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận năm 2012. Đây là lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức. Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận có gần 74.000 người, cư trú tập trung tại 22 làng thuộc 6 huyện thành phố. Trong đó huyện Ninh Phước có đồng bào Chăm đông nhất với trên 43.000 người sinh sống tại 6 xã thị trấn, chiếm 30% dân số địa phương. Trở lại các làng Chăm huyện Ninh Phước vào những ngày đầu tháng 10 năm nay, chúng tôi gặp nông dân địa phương đang nhộn nhịp vào mùa thu hoạch lúa hè thu. Trên khuôn mặt của bà con các làng Chăm sáng bừng niềm vui cây lúa trúng mùa, được giá, giúp bà con vui đón lễ hội KT năm 2012. Anh Hán Văn Hưởng, 54 tuổi, ở làng Mỹ Nghiệp cho biết: Tôi làm 5 sào ruộng, nuôi 5 đứa con đại học trong thành phố, rồi làm sản xuất tranh thủ để ăn lễ KT. Năm nay được mùa bà con ăn lễ KT vui. Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình thủy lợi, hệ thống giao thông, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế, phát triển ngành nghề truyền thống, nhà văn hóa cộng đồng, cải thiện nhà ở người nghèo, đã tạo động lực mới cho tiến trình xây dựng nông thôn mới bền vững ở các vùng đồng bào dân tộc Chăm. Bà con tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất cây lúa vụ hè thu năm nay đạt từ 60 đến 65 tạ trên hecta. Hệ thống trường lớp phát triển rộng khắp, thu hút trên 28.000 học sinh các cấp học đến trường. Làng Chăm Mỹ Nghiệp có 690 hộ với 3.400 nhân khẩu, có cuộc sống no ấm, nuôi con ăn học thành đạt nhờ dệt thổ cẩm và canh tác 85 hecta ruộng 3 vụ lúa. Mỹ Nghiệp được ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận 2012 chọn làm nơi thi dệt thổ cẩm, đổi nước, đẩy gậy và kéo co. Đây cũng là dịp giúp cho Mỹ Nghiệp quảng bá thương hiệu làng nghề đến với khách hàng trong và ngoài nước. Lễ hội KT năm 2012 chính thức diễn ra tại các đình tháp vào ngày 15 tháng 10 dương lịch, nhằm ngày 1 tháng 7 Chăm lịch. Cả sư Trương Định, Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh Ninh Thuận phấn khởi nói: Năm nay bà con người Chăm này ăn Tết ở trên tháp thì vui, vui mừng, tốt đẹp.